câu chuyện quay luôn nó kỳ. Mấy người quen đúng không? Mình ngồi đó đã là xếp chỗ kín. Không, từ từ mà cứ ngồi đi, không chút mặt quen đâu. Bỏ cái bia ra, ghét lấy vào đây. Đi vô trong, đi vô trong ra làm việc nha. Đi vô trong. Thời buổi mùa con xe hơi không bằng một con chiếc tay ga. Có con tay côn nhờ đắt hơn con xe hơi đấy. Ừ hả? Anh vừa mua của chú con xe nó đắt hơn con xe hơi. Đắt hơn nhiều lắm này. Thôi lơ là anh được cường cũng nhau cái. Cảm ơn cường nhận nha. Nhưng mà cứ điện thoại là phải nghe máy đấy. Anh có nói nghe. Nhiều khi này đừng có nói nha, nhiều khi không nghe đâu, đừng nói nhá. Dạ, nhiều là nhắm nghe, đừng có cả ừ, không có được. Mẹ anh bỏ ra cuộc gọi giữa bây giờ anh còn lưu đầy đây là. Có được thôi. Thôi thì anh bỏ qua nha đi. Nhưng bỏ qua lần này là sao không được thế. Hay là mà em đỡ rồi lần này là sao em lại lấy rồi đó kìa. Ghi nhận. Còn đây là có gì là anh cũng phải nói vô tư. Nếu anh em mình nhé, anh biết là em quý anh chứ không? Không vui vẻ anh, không chứ? Hai gian này em quý anh. Ừ. Không, em không quý mà anh. Không biết rồi em. Thôi nói bảo mẹ là nhất tội. Cứ đuổi em cũng về. Thì tối bây giờ cũng đuổi em. Ngon lắm. Cái đó giờ mình kiếm mua chắc rồi cũng phải. Anh cho em quay với cả bạn để tụi em làm một cái thước phim nhé. Thôi đừng quay mặt. Không, em không có quay. Mua cửa bắt quay lên đi, mua xe kia mới quay. Không, anh lật cái đăng kiểm này cho mày. Bảo hiểm không? Đăng ký đăng kiểm này hả? Đăng kiểm này hả? Không lật lại. Cái con này nó nặng. Mê công star đã đi nha anh em. Đẩy nó cứ vừa đẩy nó vừa phanh. Nhìn lại cái mình. Không có le ăn cái gì để kéo mà cố. Chúng của tao. Cảm ơn anh. Em cầm xe của anh. Công ty ô tô Duy Anh Mobile xin kính chào quý khách, trụ sở chính tại 42 Ngô Thị Nhậm, thành